thường xuyên nào dành cho giáo viên không? Tức là giáo viên có tiếp tục được đào luyện nữa hay không? Sau khi mà các anh chị giáo viên đi học cái khóa huấn luyện ở giáo phận cũng như ở giáo hạt và giáo xứ thì trong năm học chúng con vẫn có những sinh hoạt hàng tuần và hàng tháng. Mỗi tối thứ ba hàng tuần chúng con sẽ giúp cho các anh chị hiểu về giáo lý và về lời Chúa, để các anh chị có vốn lý để giúp cho các giáo viên cho các em. Trong năm nó có những cái dịp hè chúng con cũng lại có những cái khóa huấn luyện giáo viên. Every week we have a meeting on Tuesday to provide more knowledge about Holy Scripture, about ecclesial for the catechists, so they have more knowledge to share with the children. And in this year, the diocese or the parishes, they have a program to enrich knowledge to the catechists also. How do you catechists assess or measure the learning of your children? I guess. Làm thế nào mà anh chị em giáo viên đo lường hoặc là thử chất liệu được cái học lực, cái việc tiếp thu giáo lý của các em thứ nhì? Dạ, các sơ thì thông thường đó thì cứ trong cái giờ học giáo lý tụi con sẽ có những cái tiết kiểm tra, những có 15 phút để kiểm tra đầu giờ. Rồi hàng tháng thì chúng con có những cái bài test để giúp cho các em ôn lại những cái bài đã học trong tháng. Và học kỳ thì chúng con cũng sẽ có những cái thời gian để giúp cho các em thêm. Thì qua những cái đó chúng con có thể học. Và cái đó là để chúng con kiểm tra những cái trình độ học giáo lý của các em. Xong rồi đến trước khi mà chuẩn bị lãnh nhận chính thức thì chúng con sẽ có một cái thời gian giúp cho các em học những cái gì mà các em cũng như là những cái gì quan trọng nhất, là chúng con sẽ cho các em học lại một thời gian nữa để giúp cho các em chuẩn bị tốt để lãnh nhận chính thức. Every class they have a quiz at the beginning of the class, and each month they give the children the exams, and at the end of the program they have another general exam, universal exam to test them, and including they have a special preparation for the children to receive the sacrament right before they receive that sacrament. Are there cases of students who did not pass and have to repeat the lesson? Có trường hợp nào mà các em không có đạt điểm rồi các em phải học lại từ đầu của cái cấp đó không? Kính thưa đức cha cùng thầy cha, thì có những cái trường hợp các em nó không đủ điểm vì nó có nhiều lý do. Thứ nhất là các em nó vì lý do học văn hóa nó nghỉ học nhiều quá, cho nên là khi đến lớp giáo lý các em bị thiếu điểm, thiếu bài, thiếu điểm. Và khi có trường hợp thứ hai là các em là biến học, các em ít điểm quá, các em không đủ điểm để mà tốt nghiệp cái lớp học đó. Tuy nhiên mỗi năm hè chúng con đều có một cái thời gian để giúp cho các em, có những em nhất là cuối lớp các em sẽ chuẩn bị kiến thức, các kiến thức thì là chúng con sẽ có một cái thời gian tìm kiếm những em mà kéo lôi kéo những em mà thiếu điểm đó để lập cái lớp riêng giúp cho các em nó học lại những cái bài quan trọng để cho các em nó có kiến thức để nó chuẩn bị nó lại kiến thức. Còn những em nào mà
chỉ có những cấp giữa nó mới lên lớp khác đó, thì là các em tạo điều kiện cho các em học lại để mà bổ sung những cái điểm mà các em thiếu, rồi sau đó là để giúp cho các em được lên lớp. Dạ. Còn những cái trường hợp đặc biệt khác là các em nó nghỉ nhiều năm quá, ví dụ như năm trước nó nghỉ, năm nay nó vô lại thì buộc phải học lại nên là không. Make a story, long story short. It happens all the time that there are some cases that some children they miss a lot of classes, and there are some other children they are lazy to study, so they cannot pass the exams. We don't let them down, but the catechist try to help them to catch up the other with a special program. Good evening to all of you. For the catechist, since you are dealing with catechetical instruction, are you using PowerPoint presentations or in line with the movie presentations? Because you're dealing with children, then. Xin chào tất cả quý ông bà, tất cả các giáo viên. Và sẽ nói rằng ở đây khi các giáo viên hướng dẫn các lớp học đó, các giáo viên có dạy các em bằng cái chương trình trình chiếu PowerPoint không? Có nghe thấy chị Phương có chuẩn bị gì sao mà nhưng mà hôm nay có ai coi cái chương trình đấy? Today there are two classes that they presented their lesson via with our friends. How much do you receive a sort of a remuneration or allowance? The catechist though will not receive any allowance as money, is that right? Yes. They don't receive any kind of allowance. But according to this catechist, he said that there are some kind of reward they can receive when they finish the program. So maybe they have a small gift. Like souvenir. I am just happy to see young catechists in your parish, because looking back in my diocese, although we have around 1,200 or 1,300 catechists in our diocese, but most of them are retired, most of them are senior citizens already, and seldom do we find male catechists in our diocese. In particular, in my parish, which I am assigned to, none of our catechists are male, so most of them are female. So let me ask the young catechists, especially the male ones, what
did you choose to be catechist? The Chupi said, nói rằng là Ngài rất là vui khi nhìn thấy ở đây có các giáo lý viên trẻ chung, tươi trẻ. Nơi Philippines thì đa số các giáo lý viên, cả 100 giáo lý viên ở Philippines thì là những người đã nghỉ hưu rồi, hoặc là những người cao niên rồi. Đặc biệt nơi xứ của Ngài cũng vậy, Ngài có những giáo lý viên là cao niên, mặc dù đây cũng có giáo lý lớn tuổi nhưng vẫn chưa cao niên. Ngài hỏi các giáo lý viên trẻ đang hiện diện ở đây là tại sao mà lại đi chọn làm giáo lý viên. She chose to be a catechist because she loves children, and she loves Jesus. Cái công việc mà con đi dạy giáo lý á, là trước tiên là con cảm nhận được là cái hồng ân Chúa ban cho con, và Chúa đã trao cho con cái trách nhiệm đó thì con phải cố gắng như toàn. Và gần đây nhất thì Đức Giáo Hoàng có con có nghe một câu Ngài nói thì con rất là tâm đắc, là Ngài nói rằng là cái công việc mà mình đang làm đó là phần thưởng mà Chúa trao cho mình, nếu mình không làm thì Ngài sẽ cho người khác. Thế là từ đó con tâm đắc cái câu đó và không bao giờ làm. According to her, she chose to be Catholic because she perceived that God gave her a lot. She received a lot from God, so she would like to share to others as a way to express her gratefulness to God. And in the occasion that the Cardinal Filoni, the prefect of evangelization for the people, he came to our diocese and he shared with us that our mission is the gift from God gave to us. If we don't accomplish our mission, God will take that gift to give to the other. So he would like to accomplish the gift.